Tiếp tục chương trình là những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Khánh Phương. Tết Nguyên Đán đã đến gần, nhiều nhà vườn tại Bạc Liêu đang tất bật xuống giống hoa kiển Tết. Bà con rất mong thời tiết năm nay thuận lợi để thị trường cây và hoa kiển khởi sắc hơn. Không biết là thời tiết những ngày tới ở Bạc Liêu như thế nào rồi chị? Dạ vâng, thưa quý vị, để cây hoa kiển phát triển tốt và nở đúng vào vụ Tết thì phụ thuộc rất là nhiều vào điều kiện thời tiết. Theo chia sẻ của các nhà vườn, thời tiết nắng mưa xen kẽ thất thường khiến cho việc chăm sóc cây hoa kiển của các nhà vườn bị gián đoạn, phải liên tục điều chỉnh để tạo độ ẩm cho cây, cung cấp dinh dưỡng để kích thích cây phát triển tốt, chờ thời điểm kích nụ cho cây. Dự báo trong 7 ngày sắp tới, trạng thái thời tiết chính ở Bạc Liêu vẫn là nắng mưa đan xen. Và trong ngày, nắng sẽ xuất hiện từ sáng cho đến khoảng 16 giờ. Buổi trưa thì nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Sau 16 giờ, trời chuyển mưa dông. Giai đoạn từ ngày mai, tức là ngày thứ 7 cho đến thứ 3 tuần sau, thì cường độ mưa khá lớn, có lúc dồn dập, các luống hoa dễ bị ngập úng. Với dự báo này thì hy vọng bà con sẽ có những phương án phòng tránh, chăm sóc cây hiệu quả hơn. Không chỉ ở tại Bạc Liêu, mà trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong 10 ngày tới thì được dự báo cũng sẽ liên tục có mưa. Thời gian mưa tập trung về chiều tối. Trong đó thì từ ngày mai cho đến ngày 24 tháng 11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trên 100mm. Từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 11, mưa giảm, số điểm mưa to chỉ xảy ra cục bộ. Ban ngày thì trời nắng nhiều hơn, cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ.